Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Kinh tế Trung Quốc trọng thương về viêm phổi Vũ Hán. Virus Corona đã đẩy tăng trưởng của Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm 2020 xuống số âm. Nhưng các chuyên gia dự báo cơn ác mộng mới chỉ là bắt đầu. Đây là sự sụt giảm tồi tệ nhất trong một quý mà Trung Quốc đã ghi nhận kể từ khi bắt đầu công bố những số liệu này vào năm 1992. Đây là hình ảnh ông Mao Thịnh Dũng, người phát ngôn của Cục Thống kê Trung Quốc, cơ quan công bố số liệu tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong quý 1 năm 2020 sụt giảm mạnh vào ngày 17 tháng 4 năm 2020. Đây cũng là lần đầu tiên Trung Quốc báo cáo sự co lại về kinh tế kể từ năm 1976, khi cái chết của nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Mao Trạch Đông chấm dứt một thập kỷ hỗn loạn về kinh tế và xã hội. Ba động cơ chính cho sự tăng trưởng của Trung Quốc bao gồm chi tiêu dùng, xuất khẩu và đầu tư tài sản cố định đều sụt giảm. Khi những khu vực kinh tế lớn của đất nước bị phong tỏa như vậy, thì rõ ràng điều đó đã dẫn đến kết quả đen tối của kinh tế Trung Quốc. Và một số hạn chế đã được dỡ bỏ ở Trung Quốc, và dữ liệu kinh tế tháng 3 cho thấy sự phục hồi dự kiến, nhưng Trung Quốc vẫn còn một chặng đường rất dài để đi trước khi mọi thứ trở lại bình thường như trước. Yang Shu, tại một nhóm nghiên cứu The Economy Intelligence Unit đã nói như sau: sự suy giảm GDP từ tháng riêng tới tháng 3 sẽ chuyển thành tổn thất thu nhập vĩnh viễn, được thể hiện trong các vụ phá sản của các công ty nhỏ và người lao động mất việc làm. Năm ngoái, Trung Quốc đã chứng kiến tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ ở mức 6,4% trong quý đầu tiên, giai đoạn mà nước này đang bị mắc kẹt trong cuộc chiến thương mại với Mỹ. Cũng trong hai thập kỷ qua, Trung Quốc đã chứng kiến mức tăng trưởng kinh tế trung bình khoảng 9% mỗi năm. Mặc dù các chuyên gia thường xuyên đặt câu hỏi về tính chính xác của các dữ liệu được nhà cầm quyền tại Bắc Kinh đưa ra. Và nền kinh tế của Trung Quốc đã bị đình trệ trong 3 tháng đầu năm nay, khi nước này đưa ra các biện pháp phong tỏa và xét nghiệm quy mô lớn để ngăn chặn sự lây lan của virus vào cuối tháng riêng. Kết quả là các nhà kinh tế đã dự đoán con số ảm đạm, nhưng dữ liệu chính thức còn tệ hơn dự kiến rất nhiều. Sau khi Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố số liệu cho thấy tổng sản phẩm quốc nội GDP quý 1 của nước này giảm 6,8% so với cùng kỳ, hàng loạt các tỉnh thành của Trung Quốc cũng công bố các số liệu tương tự đen tối như thế. Đây là hình ảnh biểu đồ của sự biến đổi của GDP, sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ tại Trung Quốc giai đoạn 2015-2020. Trong đó đáng chú ý có tỉnh Hồ Bắc, nơi khởi phát dịch bệnh và cũng là địa phương được cho là chịu thiệt hại nặng nề nhất của đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Theo đó, GDP quý 1 của năm 2020 của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc chỉ đạt có 637,79 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 90,5 tỷ đô la, giảm 39,2% so với cùng kỳ. Các chỉ số kinh tế chính của tỉnh Hồ Bắc đều sụt giảm mạnh, trong đó 38 trên 41 ngành nghề chính tại tỉnh này đều tăng trưởng âm. Đầu tư tài sản cố định toàn tỉnh giảm 82,8%, tiêu dùng giảm 44,9%, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 6,1%. Tính đến ngày 22 tháng 4 năm 2020, cũng đã có 16 địa phương của Trung Quốc công bố số liệu kinh tế quý 1 năm 2020. Trong đó đáng chú ý tăng trưởng GDP của 3 thành phố trực thuộc Trung ương là Bắc Kinh, Thượng Hải và Trùng Khánh đều giảm mạnh so với lần lượt các số như sau: 6,6%, 6,7% và 6,5%. Hơn 460.000, tức gần nửa triệu công ty của Trung Quốc đã phá sản trong quý đầu tiên của năm 2020. Giữa tháng 3, tỷ lệ thất nghiệp ở Trung Quốc được ghi nhận tăng từ 5,2 lên 6,2%, tương đương 5 triệu công việc đã biến mất. Thống kê này còn chưa bao gồm số dân di cư đang nghỉ làm do bệnh phong tỏa và những người không có hợp đồng lao động chính thức. Hãng nghiên cứu Carvex Dragon có trụ sở tại Bắc Kinh ước tính virus corona đã tước đi thu nhập của dân cư khoảng 800 tỷ nhân dân tệ, tức là tương đương 115 tỷ đô la, và nền kinh tế xem như mất một số tiền này mãi mãi. Đơn giản vì người lao động không thể nào lấy lại được 3 tháng đã mất dù họ có làm việc cật lực hơn nữa. Kể từ khi dịch SARS bùng nổ vào 17 năm trước, cấu trúc kinh tế của Trung Quốc đã chuyển dịch sang hướng phục vụ tiêu dùng nội địa, nhấn mạnh phát triển dịch vụ, bớt phụ thuộc vào xuất khẩu và đầu tư cơ sở hạ tầng. Nhưng mỉa mai thay, thay đổi này lại là nguyên nhân chính khiến kinh tế Trung Quốc chịu thiệt hại nặng nề trong đợt đại dịch viêm phổi Vũ Hán này.
Đây là hình ảnh biểu đồ của cơ cấu GDP của Trung Quốc từ năm 2015 cho đến 2019 cho thấy tiêu dùng trong nước luôn chiếm tỷ trọng lớn, luôn ở mức khoảng 50% GDP. Tiêu dùng trong năm 2019 của Trung Quốc đã chiếm 60% GDP, đi cùng với sự lên ngôi của tiêu dùng trong nước là sự phát triển của ngành dịch vụ, hiện tại đóng góp 54% GDP cho Trung Quốc. Tác động kinh tế của dịch bệnh lần này xuất phát từ nhu cầu phải cách ly công dân, đồng nghĩa với việc dập tắt khả năng và mong muốn giải trí, mua sắm, du lịch, giao thiệp của người tiêu dùng. Hấp dẫn bởi tiềm năng du lịch của thành phố Trùng Khánh, năm ngoái, Li Yi đã dùng một phần lớn trong khoản tiết kiệm của mình để kinh doanh, tức là hình thức cơ sở, lưu trú, giá rẻ, chỉ cung cấp chỗ nghỉ qua đêm có kèm bữa ăn sáng cho khách, thường do các hộ kinh doanh gia đình làm chủ. Nhưng hai tuần sau khi nơi này bắt đầu hoạt động, dịch vụ này của Li với view tầm nhìn hướng ra sông Dương Tử đã chịu cảnh ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Sau 2 tháng liên tiếp không có lợi nhuận, Li đã rất háo hức để mở cửa lại vào tháng 4. Tuy nhiên, sau đó anh sớm nhận ra phía trước còn rất nhiều thách thức. Li đã chia sẻ như sau. Tôi biết rằng nhu cầu sẽ sụt giảm, nhưng tôi không dự đoán tình hình sẽ tồi tệ đến mức này. Trong 2 tuần đầu tháng 4, chỉ có 2 trong số 11 phòng có khách thuê, dù Li đã giảm giá tới 70%. Trước cuộc khủng hoảng viêm phổi Vũ Hán, các phòng tại đây đều kín khách. Hiện tại, Li đã sa thải một nhân viên dọn dẹp và giảm một nửa lương của những nhân viên khác xuống mức tối thiểu là 1.350 tệ, tức là tương đương 190 đô la. Anh cho biết thêm, người dân Trung Quốc vẫn sợ khi đi ra ngoài. Tôi nghĩ rằng ngành du lịch sẽ hồi phục vào năm tới trong kịch bản tốt nhất. Và Li không phải là doanh nghiệp duy nhất chịu ảnh hưởng từ đại dịch viêm phổi Vũ Hán, dù cuộc sống ở hầu hết các thành phố của Trung Quốc đã trở lại bình thường. Nhưng các khách sạn, nhà hàng, nhà máy và nhiều nơi khác vẫn đang chật vật với nhiều người đã bị sa thải hoặc bỏ việc. Và hồi phục sau đại dịch nhờ động lực nào trở thành bài toán khó tại Trung Quốc hiện nay, khi mà những động cơ truyền thống như đầu tư và xuất khẩu đã hụt hơi, còn động cơ triển vọng nhất là tiêu dùng ở trong nước đã trở thành điều không thể tưởng khi người dân Trung Quốc đang phải thắt lưng buộc bụng sau đại dịch. Đây là hình ảnh dịch viêm phổi Vũ Hán đã khiến nhiều doanh nghiệp, nhà hàng, trung tâm thương mại tại Trung Quốc thất thu. Những chủ kinh doanh như Li đang nỗ lực duy trì bằng cách giảm lương và sa thải bớt nhân viên. Dẫu vậy, các nhà kinh tế lo ngại rằng những biện pháp tự phòng vệ đó sẽ tạo ra một vòng luẩn quẩn. Khi người lao động được trả thù lao ít hơn, họ sẽ giảm chi tiêu, tạo áp lực cho triển vọng của các nhà bán lẻ, khách sạn và những ngành khác. Thực tế là những người tuần hoàn hoạt động kinh tế bị đình trệ, cùng với nhiều khoản chi tiêu bổ sung khác cần thiết để tái khởi động sản xuất, nhiều công ty đã thiếu tiền mặt. Từ đó dẫn đến tình trạng nhân viên bị sa thải, mất việc làm, thu nhập giảm sút, phải cắt giảm chi tiêu và nhu cầu sử dụng hàng hóa, dịch vụ sụt giảm. Brooker Pang, trưởng nhóm nghiên cứu vĩ mô chiến lược tại China Renaissance, đã nhận định như sau. Trung Quốc hiện phụ thuộc nhiều hơn vào nhu cầu trong nước và tiêu dùng hộ gia đình. Đây là trụ cột mới của nền kinh tế, đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch. Sự bùng phát mạnh đã kết thúc, nhưng nền kinh tế vẫn chịu áp lực về việc làm thế nào để phục hồi nhu cầu tiêu dùng, vì điều cần thiết là sự tăng trưởng của thu nhập khả dụng. Và Pang cũng cho hay, nợ hộ gia đình ở Trung Quốc đã tăng lên trong những năm gần đây. Với một tương lai bất ổn, người tiêu dùng có thể hạn chế chi tiêu hơn. Đây là một rắc rối với các công ty Trung Quốc. Jay Chan, một nha sĩ ở thành phố Đông Quan, hiểu rõ vấn đề này hơn cả. Ông cho biết số lượng bệnh nhân đã giảm hơn 70% kể từ khi phòng khám được phép mở cửa trở lại vào tháng 4. Chan chia sẻ rằng khách hàng không muốn đến trừ khi họ gặp phải tình huống khẩn cấp. Đà hồi phục chậm hơn dự kiến đã khiến Chan phải sa thải 3 trong số 8 y tá của phòng khám. Ông cho biết, chúng tôi sẽ tiếp tục sa thải nếu mọi việc không có tiến triển tốt hơn vào vài tháng tới. Hơn nữa, gia đình ông cũng đang phải thắt lưng buộc bụng. Thông thường, gia đình ông sẽ đi du lịch nước ngoài 2 lần trong 1 năm, nhưng năm nay lại không có kế hoạch nào, ngay cả khi đại dịch kết thúc. Xiao Yu, doanh nhân sở hữu 4 nhà hàng ở Trùng Khánh, đã thông báo sa thải bất kỳ ai trong số 80 nhân viên, nhưng giảm tới 50% mức lương, Xiao chia sẻ. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, mặc dù đã mở cửa vào đầu tháng này, nhưng lượng khách vẫn ít, chỉ bằng một nửa so với trước đây. Theo thăm dò của hãng tài chính Rong 316.com ở Bắc Kinh,
64,4% người dân cho biết sẽ siết thói quen tiêu xài sau khi dịch bệnh kết thúc. 31,4% nói không có kế hoạch tăng chi tiêu khi khủng hoảng đi qua. Và bi thảm hơn là các trường hợp kể trên, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đang còn phải đối mặt với việc phải đóng cửa khi nhu cầu yếu đi. Đây là hình ảnh gần nửa triệu công ty Trung Quốc đã phải phá sản trong quý 1 năm 2020 do đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Ye Shengqing, một chủ nhà máy ở Ôn Châu chuyên xuất khẩu các loại kính râm sang châu Âu và Mỹ, cũng cảm nhận sự ảnh hưởng rõ rệt khi 2/3 đơn hàng của công ty bị hủy trong thời gian đại dịch diễn ra. Ông Ye đã cắt giảm 30% lương của 100 nhân viên và yêu cầu họ chỉ làm việc nửa ngày và đồng ý bồi thường cho 10 người đồng ý nghỉ việc. Ye cho biết như sau, tôi sẽ duy trì hoạt động đến tháng 7. Nếu tình hình không cải thiện, tôi sẽ phải đóng cửa nhà máy trong 3 tháng. Trong khi đó, Zhou, chủ tịch Hiệp hội Phát triển và Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Ôn Châu, ước tính một trong số 5 nhà máy sản xuất nhằm xuất khẩu tại thành phố đã phá sản và nhiều công ty có thể không bao giờ hoạt động trở lại. Ông nói tiếp như sau, tình trạng ngừng hoạt động, kinh doanh có thể tồi tệ hơn cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã diễn ra vào năm 2008. Ông Stanley, giám đốc công ty dệt may cao cấp Lever Stayler, kẹt cứng một chỗ trong mấy tháng nay vì dịch bệnh. Từ trụ sở ở Hồng Kông, ông chứng kiến cú sốc kinh tế biến đổi liên tục, gây tác động mạnh đến công việc kinh doanh. Mô hình của Lever là đặt hàng các nhà máy ở Trung Quốc, Việt Nam và một số nước châu Á khác gia công quần áo cho các hãng thương hiệu cao cấp như Hugo Boss, Tepac, Fila và nhiều hãng khác. Nhưng lúc này, người tiêu dùng phương Tây đang thắt chặt hầu bao, nhu cầu đơn hàng cũng bốc hơi theo. Ông nói, chúng tôi hiện đang chạy 7, 80 và 90% công suất tùy vào nhà máy. Như vậy là quá nhiều, vì nhu cầu đã giảm. Chúng tôi, nhiều khách hàng đều làm những ngành thời trang, các cửa hàng của họ đều phải đóng cửa hết. Ông Chetto cho biết. Các thương hiệu như Adidas, Nike và nhiều hãng khác đã thông báo đóng cửa chuỗi cửa hàng trên khắp châu Âu và Mỹ. Mark William, kinh tế gia trưởng khu vực châu Á tại Capital Economy nhận định rằng sự phục hồi của kinh tế Trung Quốc đã có dấu hiệu trì trệ do nhu cầu của người tiêu dùng và các công ty giảm sút. Ông cũng cảnh báo rằng nếu người dân không chi tiêu thì nhiều công ty nữa sẽ tiếp tục phải ngừng hoạt động trong vài tuần tới. Và tiến trình phục hồi kinh tế hậu COVID-19 của Trung Quốc sẽ chậm hơn thời đại dịch SARS-2003. Đây là hình ảnh tăng trưởng GDP mỗi tháng của Trung Quốc trong những năm 2003 so với cùng kỳ năm trước với hình chữ V ấn tượng. Phan Căng, cố vấn hàng đầu của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc nhận định như sau. Sự trở lại của kinh tế Trung Quốc sẽ khó có hình chữ V như đợt dịch SARS-2003 khi cấu trúc nền kinh tế đã thay đổi và quốc gia tỷ dân đang đối mặt với nhiều thách thức toàn cầu khi các nền kinh tế như Bắc Mỹ và châu Âu suy giảm. Nhìn lại vào năm 2003, các khoản đầu tư chiếm 55% GDP của Trung Quốc. Nhờ các dự án đầu tư và xây dựng tiếp tục được triển khai, kinh tế Trung Quốc đã duy trì được tăng trưởng và nhanh chóng phục hồi. Dù tỷ lệ tăng trưởng kinh tế quý 2 của năm 2003 giảm xuống còn 5%, nhưng kết thúc năm 2003, mức tăng trưởng vẫn cao hơn 1% so với năm 2002. Còn trong quá trình phục hồi hậu viêm phổi Vũ Hán, tái khởi động các hoạt động chi tiêu và tiêu dùng sẽ tốn rất nhiều thời gian hơn là thúc đẩy sản xuất và đầu tư. Điều này đồng nghĩa với biểu đồ phục hồi kinh tế sau đợt đại dịch này sẽ không còn hình chữ V, tức là không thể bật tăng mạnh mẽ trở lại sau giai đoạn đi xuống như năm 2003. Hơn thế nữa, viêm phổi Vũ Hán còn là một loại virus khó lường khi nó có thể lây từ những người nhiễm nhưng bệnh nhân chưa có triệu chứng sang những người xung quanh. Vì vậy, thời hạn cách ly và lánh xã hội sẽ còn kéo dài hơn nữa, từ đó giãn thời điểm hồi phục các hoạt động kinh tế so với dịch SARS. Và một yếu tố khác khiến dịch viêm phổi Vũ Hán khác biệt so với SARS là tốc độ và mức độ lây lan trên toàn cầu. Và cho dù nền kinh tế Trung Quốc có trở lại bình thường, các doanh nghiệp nước này vẫn phải chuẩn bị cho làn sóng đứt gãy thứ hai của chuỗi cung khi các nhà máy nước ngoài đóng cửa và hoạt động vận tải toàn cầu bị đứt gãy. Cùng lúc đó, Trung Quốc cũng phải đương đầu với tình trạng tái bùng phát dịch bệnh khi khởi động lại nền kinh tế và có thể lan nhiễm tiếp tục trong cộng đồng. Nhìn chung, Trung Quốc đang rơi vào những vòng luẩn quẩn khó có thể thoát ra do chính nước này tạo ra, đó là loại virus viêm phổi Vũ Hán nguy hiểm. Các chủ doanh nghiệp Trung Quốc đang duy trì hoạt động bằng cách giảm lương và sa thải bớt nhân viên đã khiến thu nhập của người lao động giảm sút, buộc phải giảm chi tiêu, gây áp lực cho hoạt động
bán buôn và bán lẻ, dịch vụ và những ngành nghề khác cũng bị. Các công xưởng sản xuất thì đã hoạt động trở lại nhưng hàng hóa không có người mua, trong nước thì tiêu dùng giảm sút, người dân thắt lưng buộc bụng, hoạt động xuất khẩu bị đình trệ do các nước khác vẫn đang đối phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán, cung đang vượt quá cầu. Và bà Alicia Herrer, nhà nghiên cứu trưởng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của công ty Nactis, đã mô tả thế giới hậu viêm phổi Vũ Hán là: bây giờ đây là một nước Trung Quốc khác, một thế giới khác. Và ngay cả Việt Nam nằm ngay sát Trung Quốc với đường biên giới chung hàng ngàn km, kinh tế cũng bị ảnh hưởng và phụ thuộc nặng nề vào nước láng giềng phương Bắc. Đại dịch cũng làm nền kinh tế Việt Nam suy sụp nhanh chóng, hàng triệu công ăn việc làm đã mất và hàng chục nghìn doanh nghiệp đã phá sản và giải thể. Đây là bài học cay đắng với nhà cầm quyền tại Hà Nội. Từ đó, cần phải điều chỉnh nhanh và triệt để chính sách phát triển đa phương, đưa đến dân chủ và tự do cho người dân để có sáng tạo và đưa đến giá trị gia tăng lớn hơn cho các sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm, ngày 23 tháng 4 năm 2020 với bản tin Kinh tế Trung Quốc trọng thương vì viêm phổi Vũ Hán. Các bạn hãy chia sẻ bản tin này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de